quý khách. Hôm nay, nhà đất Phú Gia Điền tiếp tục mời quý khách cùng với nhà đất Phú Gia Điền đi đến căn nhà cần bán nhé. Nó nằm tiếp giáp với khu dân cư Hàng Bàng, cách đường Nguyễn Văn Linh khoảng 200m, thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Diện tích của căn nhà mình nó là chiều ngang là 4m, chiều dài là 14.5. Tổng diện tích là 57m2, nhà một trệt một lầu, nên tổng diện tích sử dụng của căn nhà mình toàn bộ là 114m2. Pháp lý ở đây là thổ cư 100%, sổ hồng đã được hoàn công. Tầng trệt của nhà mình là có một phòng khách rộng, nhà bếp, toilet, hàng rào. Bên cạnh đó bên hông còn dư khoảng 12m, đất để làm sân đậu xe, sân phơi đồ nên rất là thoáng. Tiếp theo chúng ta đi đến tầng 2 của căn nhà, là trên lầu có hai phòng ngủ, một phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung, hai toilet. Bên cạnh còn có ban công phía trước nên nó rất là thoáng. Tất cả các phòng ngủ ở trên lầu đều có cửa sổ nên nó rất là thoáng và mát. Tiện ích của ngôi nhà này là nội thất cao cấp, bếp được làm bằng gỗ bên, tặng bộ sofa và bàn ăn cho quý khách. Bên cạnh đó các phòng ngủ đều được có giường ngủ, tủ quần áo và bàn trang điểm. Có hệ thống máy năng lượng mặt trời, nóng lạnh và rèm cửa. Lộ giới trước nhà mình là 4m, ô tô tới nhà. Tiện ích của ngôi nhà này chúng ta có thể mua để định cư lâu dài. Nó nằm gần trường Đại học Y Dược, Đại học FPT, Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Ung Bú, Bệnh viện SIS, Bệnh viện Phương Châu và Bệnh viện Đa Khoa. Với giá bán là 3.400.000.000 đồng. Quý khách quan tâm đến căn nhà trên vui lòng liên hệ 0939 868788 để được tư vấn chi tiết hơn. Xin chào!